Vâng, quý vị và mọi người thấy thế nào? Rất chớn đúng không ạ? Vâng, rất chớn và tiếng cối nổ rất là hay đúng không ạ? Rất thanh. Vâng, đó là độ chớn và tiếng cối nổ đến từ cặp bánh nha. Full Cum nhá. Vâng, Full Cum, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Cặp bánh nhôm cao cấp ạ. Vâng, Nguyễn Long lại xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, kính chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm, đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay tiếp tục video này, Nguyễn Long lại xin giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc một chiếc xe đạp loát carbon cao cấp mang thương hiệu rất nổi tiếng của Italia, đó là chiếc Bianchi. Vâng, model Sprint 2021 quý vị nhá. Model 2021 đã rất cao. Và người chủ của mua chiếc Bianchi này là tháng 3 năm 2022. Vâng, một cái xe cực kỳ mới chú quý vị nhá. Chiếc Bianchi này sở hữu cấu hình là khung sườn carbon, cùng với thông số đo là giống ngang là 49, giống đứng là 40. Vâng, tương đương là size XXS của model Sprint. Vâng, rất phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m45 trở lên, 1m đến 1m61-62 trở về là đi rất là phù hợp ạ. Và đầu tiên Nguyễn Long cũng xin bật mí luôn là cái chiếc Bianchi này thì nó gần như mới đến 98,8% quý vị nha. Vâng, chưa nói đến 99% mà nó cực kỳ mới. Và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Bianchi carbon này để quay chi tiết hơn cho các quý vị cùng theo dõi ạ. Vâng, đầu tiên như thường lệ thì Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chính xác lại cái thông số của dòng ngang không đứng, các quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị nha, dòng ngang là 49. Đó. Còn giống đứng là 40 quý vị nha. Đó, nên rất phù hợp với quý vị có chiều cao từ 1m45 trở lên đến 1m62-63 trở về là đi rất là phù hợp và rất là đẹp đấy ạ. Một cái mức size XXS, một cái size rất là hiếm của dòng Prime. Cái model Prime này nó là một model rất cao cấp của hãng rồi. Vâng, và cái như Nguyễn Long đang nói ngay từ đầu video, tức là chủ xe người ta mua cái xe này là tháng 3 năm 2022. Vâng, nó thực sự được đời rất là cao luôn. Đó. Và chiếc xe này thì nó gần như là người chủ không sử dụng, người ta mua từ showroom về, sau đó người ta đạp thử ở quanh nhà có độ đâu đó cũng chỉ vài chục km thôi, và sau đó người ta để không ở trong nhà đến thời điểm bây giờ, và người ta đã đăng đấu giá. Đó. Cho nên chiếc xe này thì gần như là không tìm thấy vết xước quý vị nhá. Vâng, gần như không có vết xước. Đó, nếu như chúng ta có một cái hộp Bianchi đây thì chúng ta gần như là thành xe mới cứng. Thì đấy là sở hữu một cái màu xanh ngọc đặc trưng của hãng Bianchi. Vâng, một màu xanh đặc trưng quý vị nhá. Đây là xanh độc quyền đấy ạ, Italia. Đấy, đấy. Chứng chỉ UCI của Bianchi. Rất cao cấp đấy ạ. Khung đời cao, dây có thể nắp lên các đúc điện. Vâng, chắc chắn rồi, những cái model của hãng của bây giờ thì chắc chắn là toàn là đời cao rồi. Đó, quý vị đấy. Vâng, viết sơn là những cái chữ Bianchi rất nhỏ. Vâng, cả sườn trên, sườn dưới đấy quý vị thấy ạ. Rất là đặc biệt quý vị nhá. Mức độ hoàn thiện rất là cao. Đó. Vì anh tính những đệm mút bọc đầu dây để tránh xước khung. Vì đấy gần như là không có một vết xước nhỏ nhỏ nào cả. Phần càng trước, anh vị thấy ạ. Biên rất nhiều những cái chữ biên chi nhỏ thôi. Mức độ sơn hoàn thiện rất là khó quý vị nhá. Gần như không có vết xước quý vị thấy ạ. Đây quý vị thấy có cả chứng chỉ UCI cả phần càng trước. Đó quý vị thấy ạ. Một cái tiêu chuẩn rất cao cấp quý vị nhá. Chứng chỉ cả phần càng trước rồi cả phần khung sườn, đó rất đầy đủ. Vâng, sở hữu tông màu xanh ngọc là đặc trưng, rồi chữ logo Bianchi của chính hãng là màu đen rất là nổi trội, nổi bật, model Prime. Nước sơn là màu xanh ngọc và sơn bóng vậy nhá, cho nên chúng ta rất chi là dễ lau chùi và giữ vệ sinh sạch sẽ cho chiếc xe của mình. Đó, như thế gần như là rất mới. Đuôi càng sau như thế, và những cái chữ Bianchi nhỏ nhỏ thực sự là một cái mức độ hoàn thiện rất là khó đấy. Đấy, lại biến chỉ. Và nhà sản xuất cũng công bố đây là size 44 luôn. Đấy, như thế nhá, tương đương là size XXS. Sau này là phía bên trái của chiếc sườn. Vâng, chiếc xe thực sự là rất mới quý vị. Nguyễn Long cũng cảm thấy phải thốt lên rằng giật mình, chưa bao giờ Nguyễn Long mua được chiếc xe nào nó lại mới như thế này. Nó mới đến hoàn hảo quý vị nhá. Bằng mặt trên ở chỗ khung. Đó.
như đấy. Rất là mới đúng không ạ? Đây logo nổi ở đầu viên, nó đầu xe này cũng logo nổi. Dây đi âm sườn quý vị nhá. Phần càng trước. À quý thấy. Vâng, kế đến là phần gầm chiếc xe. Đó, quý vị thấy ạ. Cực kỳ mới đúng không ạ? Vâng, đây rồi. Iroad, nó tem của hệ thống cửa hàng của iTokyo. Và những cái chiếc xe này thì đương nhiên là mua những cái hệ thống rất là cao cấp rồi. À, có từ những năm 1898 ở Tokyo rồi nhá quý vị nhá. Đây là cái hệ thống cửa hàng ấy, chứ không phải là chiếc xe quý vị nhá. À, tem an ninh Nhật Bản quý vị nhá. À xin lỗi, tem an ninh nội địa Nhật ạ. Tem chính hãng, check QR code của BNG. Đó quý vị nhá. Hàng chính hãng, mã số khung. Rất đầy đủ. Đó, và quý vị nhìn cái phần sườn gầm một sườn. Và chắc chắn rồi, một chiếc xe mới như này thì hoàn toàn không có gì phải lo lắng về độ mới rồi. Đó, quý vị có thể phải nhìn thấy cái phần giỏ dĩa nữa, gần như là không có sự mòn quý vị nhá. Vâng, chiếc xe gần như là không có chạy. Đó. Và quý vị hoàn toàn yên tâm. Đặt những cái tem chính hãng, và QR code, tem an ninh nội địa của Nhật, hệ thống cửa hàng ở Tokyo. Và đặc biệt nữa là có những thêm những cái tem chứng chỉ của UC. Đó, Italia để dây. Quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc chất lượng cũng như là xuất xứ của chiếc sườn quý vị nhá. Và Nguyễn Long xin cam kết nó chiếc xe hàng chính hãng rồi. Cứ quý vị cứ phát hiện ra hàng fake, hàng copy, quý vị cứ trả lại cho Nguyễn Long ạ. Vâng, kế đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên và là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá, của FSA. Và nó nguyên zin chính hãng theo cấu hình xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất. Đó quý vị thấy. Rất là đẹp, rất mới. Đấy ạ, mọi thứ rất đẹp quý nhá. Chén cổ FSA, rồi thì những miếng chêm này là bằng carbon. À, FSA là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ quý vị nhá. Và quý vị nhìn thấy từ những dây quấn ạ, nguyên zin đấy ạ, và đều là màu của BNC. Đó, quý vị thấy. Rất đẹp đúng không ạ? Mọi thứ còn rất mới. À, cọc yên cũng là nguyên zin theo xe rồi. Một chữ yên physics của Italia. Đó quý thấy. Cũng tông màu đen xanh, giống tông màu của xe. Vâng, chiếc yên rất là đắt tiền quý vị nhá. Tầm 2 triệu mới đấy ạ. Đó. Quý vị thấy. Yên mà theo hãng, mà theo cổ hãng đặt này thì chắc chắn nó phải đắt tiền hơn nữa quý vị nhá. Physics Antares rất mô đen rất là cao quý vị nhá. Vâng, đây là khung sườn carbon, làn đầu ghi đông cọc nhô yên là nhôm siêu nhẹ, yên physics của Ý. Vâng, quý vị thấy là tất cả đều rất là mới đúng không ạ, rất đồng bộ đồng đều với nhau. Vâng, kể đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe thì chiếc xe này sở hữu một bộ chuyển động thực sự là rất là cao cấp, đó là bộ chuyển động Shimano Ultera 8000 quý vị nhá. Vâng, chúng ta có thể đạp đoàn đạp đội đi đua được thoải mái rồi đấy quý vị ạ. Vâng, và nó cũng còn là quá mới luôn. Đây quý vị có thể nhìn thấy chi tiết của cái bộ group này, tay nạp phía bên phải. Vì thế ạ, gần như không có vết xước nào đáng chú ý quý vị nhá. Và có mới neng keng. Đó quý thế ạ. Tay nạp phía bên trái. Đó quý thế. Vâng, thật sự là rất mới quý vị nhá. Đám phanh trước Ultera. Đám phanh sau Ultera. Cùi níp Ultera. À, quý vị thấy rất mới đúng không ạ? Vâng, đẹp neng keng quý vị nhá. Vâng, và cái điều đặc biệt của cấu hình của chiếc xe này là người chủ người ta đã yêu cầu showroom hãng, người ta đã thừa riêng cái cấu hình của họ yêu cầu, tức là gì? Đòn tay của cùi níp là dài, tức là cái đòn này, cái cánh tay đòn này là dài, cho nên là người ta sẽ sử dụng một cái níp cái răng to, níp răng to nhất tối đa, tức là lên đến 34. Vâng, cái níp này đang sở hữu cấu hình là 1134 nhá quý vị nhá. Thì cái ưu điểm đây là gì? Tức là quý vị có thể chạy được rất nhiều các cung đường bằng, đường đèo, đồi, rồi thì neo núi. Bình thường thì người ta chạy đến 32 giờ lên là để neo núi rồi, và đây chiếc níp này đang sở hữu tận cấu hình 34 răng là ở cái tầng tốt nhất quý vị nhá. Nên là cái níp này rất đắt tiền so với níp cấu hình 1128 mà đắt hơn rất nhiều như quý vị nhá, chênh lệch rất nhiều tiền. Đó, và cái cánh tay đòn dài này thì nó có lợi thế là chúng ta có thể chạy níp từ níp 34 trở về.
từ 11-25 trở lên, 23 trở lên đến 25 đến 34 đổ về. Cho nên đấy là một cái lợi thế rất là tốt cho những quý vị nào mà sở hữu được chiếc xe này quý vị nhá. Vâng, chúng ta không có lo lắng gì về việc phải thay đổi cấu hình cả, sử dụng một cái cấu hình như này là chúng ta đủ để đạt tất cả các loại cung đường. Vâng, rất là tốt đúng không ạ? Đó, và quý vị nhìn được phần chiếc níp. Đương nhiên rồi, cái xe đã mới như này thì không có gì mà phải suy nghĩ nhiều về độ mới của nó rồi, đúng không ạ? Rất, vâng, gần như là chưa chạy quý vị nhá. Vâng, mới gần như đến 99% rồi. Đó, một chiếc sen KMC Georgia Ultra 8000, sở hữu thông số 5236. À, quý vị thấy là tuyệt vời không ạ? Georgia 5236, níp bình thường là 1128 là tuyệt vời rồi, và đây tận 1134. Đấy, như vậy quý vị thấy là một cái cấu hình rất là rất đắt tiền quý vị nhá. Bản thân giò dĩa 5236 đắt tiền hơn 5034 rồi, và níp 1134 cũng đắt tiền hơn 1128 rất là nhiều. Đó quý vị thấy, đây là một cái cấu hình rất là tốt. Chúng ta sử dụng được gần như là gọi đa năng đấy ạ. Rất tuyệt vời quý vị nhá. Đó, quý vị nhìn thấy được phần độ mới của nó đúng không ạ? Không có vết xước nào đáng chú ý cả. Đó quý vị thấy. Cùi đĩa Ultra giờ 8000. Đấy quý vị thấy ạ. Vâng, gần như mới tinh quý vị nhá. Tất cả mọi thứ quý vị có thể nhìn vào phần răng đĩa đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy. Và gần như là không có sự sử dụng. Một chiếc xe đạp chỉ vài chục cây số. Sau khi mua về và chủ yếu là để trong phòng. Và thật là lãng phí đúng không ạ? Đây là độ khô ráo của chiếc xe. Và gần như là không có độ sư xê dịch gì quý vị nhá. Đó. Đây là phía sau của giò đĩa. Và quý vị hoàn toàn yên tâm rồi. Chiếc xe có chạy đâu mà có sự cố xích đúng không ạ? Rất chỉ là mới. À, phần đầu giò dĩa, rồi đấy, tất cả mọi thứ gần như không có vết xước nào đáng chú ý cả quý nhá. Vâng, chiếc xe thì đang sở hữu một cặp bê đan phẳng và nó là made in Japan. Vâng, cặp bê đan này thì nó rất là đắt tiền quý nhá. Nên ông đã tra trên hệ thống đấu giá thì nó cũng rơi vào tầm 1,4 triệu đấy ạ. Vâng, nhưng nó cũng rất bất ngờ khi một cặp bê đan phẳng mà lại có giá trị rất là cao như vậy, nó đắt tiền ngang với một cặp bê đan cá Shimano 105. Đó, quý thấy made in Japan. Đó, đây ạ, made in Japan, MKP. Đây quý vị thấy, đó, cả nắp đầu đây, rồi dập cả ở đây, đó, nhìn thấy, bằng nhôm siêu nhẹ và rất chi là trớn. Cặp bê đan này thì nếu mà dành cho các quý vị nào mà trung trung tuổi mà chúng ta không đi giày cá thì sử dụng cặp bê đan này là rất là tuyệt vời quý vị nhá. Vâng, rất tiện lợi khi chúng ta sử dụng giày thể thao, đặc biệt là có giá trị rất cao về thẩm thương hiệu đó, đó quý vị đấy, made in Japan quý vị nhá, và cũng như độ bền. Phần giò dĩa phía bên trái. Và mới keng quý vị nhá. Thật sự là một chiếc xe còn rất đẹp. Vâng, kế tiếp đến là cặp bánh của chiếc xe. Thì chiếc xe đang sở hữu một cặp bánh nhôm rất cao cấp của full cum. Và ngay từ đầu video thì Nguyễn Long cũng đã để quý vị thưởng thức qua một chút về tiếng cối nổ cũng như độ trớn của cặp bánh này rồi. Đó là cặp bánh bản 3,5 phân quý vị nhá. Và full cum. Model là Racing 400. Đó quý vị đấy. Vậy là như vậy thì chắc là nó sẽ khả năng nó sẽ là bản 4cm đấy quý vị nhá. 3,5 đến 4cm. Đó đấy. Trông rất là phù hợp với góc dáng của chiếc xe. Và quý vị nhìn thấy như mới, và mới cứng đúng không ạ? Gần như mới rồi, rất đồng bộ theo xe. Đầy đủ bánh sau đấy ạ. Và cũng là do hãng BMC người ta đặt riêng cho thương hiệu của họ nhá quý vị nhá. Tại vì sao? Bởi vì là những cái điểm nhấn là logo sơn là màu xanh, điểm màu xanh. Đấy thấy ạ, là nó giống với một tông màu của sườn. Đúng không ạ? Đấy quý vị nhìn thấy. À, bánh trước, đó quý vị thấy, full cum, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia, đủ bánh trước, đúng không quý vị nhìn thấy ạ, à, những cái điểm nhấn là những cái logo màu xanh này, à, giống với tông màu của sườn, đó và quý vị nhìn vào cặp miệng độ mới thì quý vị thấy ạ, và chạy có vài chục cây số thì đúng là gần như còn mới cứng rồi. Cặp nốt trước sau đều đồng bộ Victoria Zafiro Pro, sở hữu thông số 700x25 quý vị nhá, bằng 725C, một thông số rất đẹp, chúng ta chạy rất là lý tưởng ạ. À, Victoria Zafiro Pro 700x25C. Và quý vị nhìn thấy phần cái talon, cái phần nốt bạn đúng không ạ? Vâng, talon còn chưa mòn bao nhiêu đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta, quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng ạ, gần như là lốp mới rồi. Đó, không hề có xuất hiện vết dạn chân chim quý vị nhá. Vâng, tính đến bây giờ thì chiếc xe mới mua được có hơn 1 năm thôi. Tháng 3 năm 2022 thì nó mới mua được có một, họ mới mua được có một năm, gọi là một năm rưỡi được quý vị nhá. Vâng, tính từ lúc mới. Đó, quý vị thấy. Một chiếc xe rất là hoàn hảo. Đó.
một chiếc xe như mới mà tiền xe cũ quý vị nhá. Vâng, thực sự là rất chi là tốt đúng không ạ, khi chúng ta sở hữu những chiếc xe như này. Sau đây Nguyễn Long sẽ test lại cái phần tiếng cối lổ và độ trớn của cặp bánh này cho quý vị xem ạ. Một chút ạ. Đó, quý vị thấy rất trớn đúng không ạ? Vâng, rất trớn và tiếng nổ rất là thanh, hay. Nghe rất chi là thích đúng không ạ? Vâng, tì bật, phun cum nguyên zin cả trước cả sau. Đó, quý vị thấy đúng không ạ? Vâng, nguyên zin đồng bộ hết quý vị nhá. À, các cam nan hoa bằng là cam dẹt quý vị nhá. Vâng, cam dẹt. Rất là đẹp. Đó, khi đồng học chém gió rất là tốt, vâng, cản không khí giảm rất là nhiều. Sơn xi rất đẹp quý vị nhá. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ cái phần phụ kiện theo xe thì người chủ có để lại một chút phụ kiện, đó là một chiếc gọng bình nước bằng carbon. Đó, gọng bình nước bằng carbon quý vị nhá. Rất là chắc chắn và cũng khá đắt tiền, có giá trị đấy ạ. Và một chiếc bình định nước hiệu Camplac, Campac đó. Cũng rất là đắt tiền cái bình này, Nguyễn Long cũng đã tìm hiểu trên Yahoo là nó rơi vào tầm độ hơn 400 ngàn đấy ạ. Vâng, hơn 400 ngàn tiền Việt đấy ạ. Cái bình nước này, bình nước sở hữu 750 ml. Đó. Campac. Còn đây là cái túi cho cổng yên, thì cái này là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi, để chúng ta được những cái vận dụng nhỏ chúng ta đặt visa, đặt tour rất chi là thiết thực ạ. Vâng, như vậy là vừa rồi thì Nguyễn Long đã giới thiệu rất đầy đủ, rất chi tiết, vâng, rất chi tiết về cái chiếc xe BNC Modern Prin sở hữu cấu hình là khung sơn carbon cùng với bộ chuyển động rất là cao cấp, nó là full Shimano Ultera R8000 cùng với cặp bánh nhôm cao cấp của Funcom, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. À, vâng, chạy cối lổ rất chi là hay. Đó, và đặc biệt là độ mới của chiếc xe. Đấy, quý vị xem rồi. Vâng, Nguyễn Long nói là phải đến 98,8% và một độ mới rất là cao đúng không ạ? Quý vị gần như không thấy nhìn thấy vết xước nào cả. Đó thì cái mức giá thành mà Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc BNC Carbon này. À, vâng, một cái model rất cao cấp của Italia. Đó. Và là cái mức giá là ở mức là xem 50 triệu quý vị nhá. Vâng, xem 50 triệu. Cho một cái chiếc xe thương hiệu cực kỳ đình đám nổi tiếng trên toàn thế giới và cấu hình rất là cao. Độ mới cũng rất là cao. Đó. À, thì quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Bằng số điện thoại có kết nối cả với Zalo quý vị nhá, và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. À, địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Vâng, quý khách hàng cọc số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao xe thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng bên bưu điện. Vâng, và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc là chiếc BNC Prin Carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý khách nhá. Vâng, nếu như xin cam kết quý khách nào phát hiện ra đó chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì quý khách hàng cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng ạ. Nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì Nguyễn Long cũng sẽ đấu được kèm cho quý vị khi mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Vâng, và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc BNC này. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.